Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bình Dương Ngày Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Dương. Thưa quý vị, năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội và xuất bản Báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận của hội. Báo Thanh niên xuất bản số đầu tiên vào ngày 21 tháng 6 năm 1925. Đây là dấu mốc đánh dấu sự hình thành của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Và từ đây, ngày 21 tháng 6 hàng năm được chọn là ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, sáng nay, lãnh đạo tỉnh Bình Dương sẽ thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí trong tỉnh. Ngày báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa to lớn, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nối kết, giúp lan tỏa chủ trương, đường lối của các đảng, của đảng và các chính sách pháp luật của nhà nước đến quần chúng nhân dân. Tuần lễ sách của người làm báo diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 22 tháng 6 đã thu hút được sự chú ý của không chỉ báo giới mà còn rất nhiều độc giả trong nước. Sự kiện nhằm kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Tuần lễ sách cho người làm báo giới thiệu gần 300 tờ sách của các tác giả là nhà báo đang công tác tại nhiều cơ quan báo chí trong nước. Đây sẽ là dịp để độc giả thành phố được trải nghiệm nhiều góc nhìn mới mẻ từ những câu chuyện nghề, những trăn trở, ưu tư của các nhà báo. Thông qua sách, những thông điệp về cuộc sống cũng được nhắn nhủ đến độc giả một cách hệ thống. Tuần lễ sách cũng góp phần phát triển phong trào đọc sách trong đội ngũ những người làm báo, mang đến cho bạn đọc những trang viết mang đậm hơi thở cuộc sống. Đây còn là dịp để các nhà báo các thế hệ cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm sáng tác, viết sách. Qua tuần lễ sách của người làm báo, thì bạn đọc có thể hiểu hơn về những câu chuyện của những người làm báo, từ đó đem đến những cái góc nhìn mới và phong phú hơn cho sự lựa chọn của độc giả Việt, từ đó nâng cao tầm giá trị của nghề báo. Ngoài ra, tại sự kiện cũng diễn ra nhiều buổi giao lưu giữa các tác giả, nhà báo với độc giả và đặc biệt là các sinh viên và giảng viên ngành báo chí. Nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức phát động giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng lần thứ 6, tôn vinh những tác giả xuất sắc, những tác phẩm báo chí ghi trọn những khoảnh khắc ấn tượng thông qua lăng kính nhiếp ảnh. Giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng là diễn đàn quy tụ các nhà báo, nhà nhiếp ảnh thể hiện tài năng, tính chuyên nghiệp để có được những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong mọi lĩnh vực đời sống. Qua năm mùa giải, hàng ngàn tác phẩm ảnh báo chí chất lượng có sức lan tỏa và lay động người xem đã được gửi đến dự thi. Mở mùa giải lần thứ 6 năm nay thì công tác tổ chức có nhiều đổi mới khi chỉ nhận ảnh gửi dự thi qua trang web của giải tại địa chỉ www.khoanhkhacvang.vn. Việc gửi ảnh dự thi online giúp tạo thuận lợi hơn cho các tác giả, đặc biệt là các tác giả ở nước ngoài. Ban tổ chức giải sẽ nhận đến ảnh dự thi từ nay đến hết ngày 15 tháng 8 để trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. Chuyển sang nội dung khác, để phát triển bền vững, Bình Dương đang tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Trong chương trình số 20 của tỉnh ủy về tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, Bình Dương đã đưa ra định hướng giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Bình Dương tiếp tục là địa phương điển hình về phát triển kinh tế tri thức với hệ thống các trung tâm thương mại cao cấp, trung tâm tài chính hiện đại, trung tâm hậu cần dịch vụ kho vận logistics, các dịch vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, mang tầm khu vực. Các dịch vụ an sinh xã hội đáp ứng tốt nhu cầu của địa phương và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tham gia có chiều sâu vào phát triển sản xuất và tiêu dùng. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, chủ đầu tư cho biết công tác chuẩn bị khởi công vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh đã sẵn sàng. Dự kiến ngày 28 tháng 6 thì tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức lễ khởi công vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Tại Bình Dương, dự án vành đai 3 có chiều dài hơn 26 km. Trước đây tỉnh đã chủ động xây dựng được 15,3 km, trùng một phần với đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Phần vành đai 3 còn lại qua địa bàn tỉnh dài gần 11,8 km từ Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn. Theo kế hoạch, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh cơ bản sẽ hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026. Trước mắt, Bình Dương sẽ khởi công nút giao Bình Chuẩn và cầu Bình Gửi trên vành đai 3 vượt sông Sài Gòn nối thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng kinh phí hai cây cầu, nút giao này dự kiến khoảng 1.236 tỷ đồng. Bốn điểm thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội theo dự kiến sẽ được khởi công đồng loạt trong sáng 25 tháng 6, theo phương thức kết nối trực tuyến giữa bốn điểm tổ chức khởi công của Hà Nội và các điểm tổ chức của tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Dự án Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 112,8 km, đi qua 3 tỉnh, thành phố, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Dự án được chia thành 7 dự án thành phần, vận hành độc lập. Dự án đường Vành Đai 4 được triển khai với kỳ vọng sẽ giảm tải lưu lượng phương tiện di chuyển từ ngoại tỉnh vào thành phố, qua đó cải thiện giao thông trong nội ô. Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Giáo tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Giáo đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các công tác quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng đầy đủ hệ thống, nghị quyết, kế hoạch và tổ chức triển khai chặt chẽ, nghiêm túc từng nhiệm vụ. Nổi bật như duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp công an thực hiện tốt nghị quyết số 03-02 của Chính phủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Bảo vệ an toàn cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão và các đoàn lãnh đạo thăm, làm việc trên địa bàn huyện. Tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đạt 100% chỉ tiêu ở cả hai cấp. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bắc Tân Uyên luôn quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng một cách đồng bộ, toàn diện. Phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, tham mưu cấp ủy, chính quyền, triển khai thực hiện đề án xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ huyện giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo, gắn với nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, phối hợp với các đơn vị quân đội làm công tác dân vận trên địa bàn. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết, từ ngày 1 tháng 7 tới thì đơn vị sẽ triển khai thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, xếp hàng hóa trên xe ô tô tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh. Cao điểm sẽ diễn ra trong một tháng. Cụ thể thì Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành lập đoàn tăng cường kiểm tra về việc xếp hàng hóa trên xe ô tô, sơ mi rơ móc khi tham gia giao thông trên đường bộ, xử lý nghiêm vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ, xếp hàng hóa trên xe ô tô tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bên cạnh việc kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, xếp hàng hóa lên xe ô tô, các đơn vị sẽ tăng cường sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định để thu thập chứng cứ, xác định hành vi vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính về các trường hợp cơi nới thành thùng hàng. Tổng công ty Điện lực miền Nam thông báo có đối tượng mạo danh nhân viên ngành điện thực hiện chiêu thức lừa đảo khách hàng sử dụng điện. Đối tượng tự xưng là nhân viên của Tổng công ty Điện lực gọi điện thoại mời khách hàng kết bạn Zalo để like, chia sẻ thông tin liên quan đến việc thiếu nguồn điện nghiêm trọng. Mỗi lượt chia sẻ sẽ nhận được 150.000 đồng qua số tài khoản. Sau khi kết thúc cuộc gọi, đối tượng gửi đường link để mời xem video clip từ 30 giây đến 1 phút và tiến hành các thủ thuật khác để thực hiện thủ đoạn lừa đảo. Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Nam khuyến cáo khách hàng không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bất kỳ ai tự xưng là nhân viên điện lực, không nhấn vào bất kỳ đường link nào có biểu hiện nghi vấn, không chuyển tiền vào tài khoản cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào tự xưng là nhân viên điện lực, chia sẻ, cảnh báo người thân về các chiêu trò lừa đảo, đồng thời cảnh báo ngay cho cơ quan, công an nơi gần nhất khi phát hiện nghi vấn có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thống nhất với đề xuất của Bộ Y tế về việc điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B, đồng thời giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp xem xét công bố hết dịch theo quy định của pháp luật. Văn bản nêu rõ đây là lần đầu tiên Việt Nam phòng chống dịch truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A ở quy mô quốc gia trong điều kiện chưa có tiền lệ và kéo dài. Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu Bộ Y tế điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B theo thẩm quyền, chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp xem xét công bố hết dịch theo quy định của pháp luật.
hướng dẫn các bộ ngành, địa phương rà soát, chủ động thực hiện hoặc đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ các quy định có liên quan đến phòng chống dịch, hoàn thiện kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch COVID-19 giai đoạn 2023-2025, sẵn sàng các điều kiện cần thiết để ứng phó với dịch COVID-19 có thể quay lại và các đại dịch có thể xảy ra. Kể từ ngày 1 tháng 7, Tổng cục Du lịch sẽ được đổi tên thành Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đồng thời một số tổ chức thuộc cơ quan này cũng thay đổi. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Quản lý Nhà nước về du lịch và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu hình quốc huy và trụ sở tại Hà Nội. Đồng thời, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Du lịch theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan. Xác định tình hình sản xuất kinh doanh trong những tháng tới vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp đang tiếp tục nỗ lực chăm lo đời sống người lao động bằng các chế độ phúc lợi, qua đó tạo động lực để người lao động gắn bó với công việc lâu dài, duy trì sản xuất. Dù có lúc gặp khó khăn trong sản xuất, nhưng doanh nghiệp này ở thị xã Bến Cát không ngừng nỗ lực tìm kiếm đơn hàng mới, duy trì việc làm để người lao động có thu nhập ổn định, bảo đảm đời sống. Các chế độ phúc lợi khác như hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, chuyên cần, xăng xe đều được công đoàn duy trì để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Do đơn hàng giảm, ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động, công ty vẫn duy trì được cái mức hỗ trợ cho người lao động. Cố gắng nói chung là hỗ trợ hết mức có thể để giữ chân người lao động ở lại với công ty lâu dài. Tình hình chung hiện nay các đơn hàng của doanh nghiệp là cũng đạt khoảng từ 30-50% so với cùng kỳ. Thì các doanh nghiệp hiện nay cũng đang nỗ lực, cố gắng rất là lớn tìm các cái đơn hàng để duy trì việc làm cho người lao động, đồng thời cũng là sử dụng các cái nguồn phúc lợi còn dự phòng để tiếp tục giữ chân người lao động, để hy vọng khi mà kinh tế thế giới phục hồi sẽ tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh. Trong 5 tháng đầu năm 2023, Bình Dương có hơn 80.000 lao động mất việc, ngừng việc, nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động. Các ngành ít bị biến động là ngành chế biến thủy hải sản, sản xuất linh kiện điện tử và sản phẩm điện tử, ngành dệt may da dày chế biến gỗ có số lao động bị mất việc, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng nhiều nhất. Dự kiến đến cuối năm 2023, con số này sẽ còn tăng thêm 60.000 người, đồng nghĩa với việc thu nhập của nhóm lao động này sẽ giảm và sẽ gặp khó khăn trong đời sống. Hiện nay Liên đoàn Lao động tỉnh cũng có rất là nhiều cái chương trình hỗ trợ cho các người lao động gặp khó khăn, cũng như là những người lao động bị gặp tai nạn lao động. Còn đối với Sở Lao động Thương binh thì chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết cái chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, đồng thời cũng là tư vấn, giới thiệu việc làm mới, cũng như là hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động để chuyển đổi việc làm. Và trong thời gian tới, thì theo sự chỉ đạo của Chính phủ là Bộ Lao động Thương binh Xã hội phải trình cái phương án hỗ trợ cho người lao động mất việc, để giảm cái khó khăn cho người lao động trong cái tình hình hiện nay. Thì hy vọng rằng trong thời gian tới, với những cái chính sách của cả địa phương lẫn trung ương sẽ đóng góp phần nào giảm cái khó khăn cho người lao động bị giảm giờ làm và mất việc làm. Bình Dương luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp và người lao động là một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của địa phương. Chính vì vậy, thời gian tới, bên cạnh những chủ trương chính sách hoạt động cụ thể thiết thực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp, các cấp công đoàn cần tiếp tục chung tay giúp cho công nhân yên tâm lập nghiệp và sinh sống để tiếp nối hành trình xây dựng Bình Dương ngày càng phát triển nhanh và bền vững. Thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Bắc Tân Uyên đang tạo nên một diện mạo mới, khởi sắc hơn, đưa cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Xác định nhân dân là chủ thể quan trọng quyết định thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới, quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên luôn có sự đồng hành xuyên suốt của người dân. Thông qua công tác tuyên truyền vận động của hệ thống chính trị cơ sở, mọi người đồng thuận chủ trương tham gia tích cực các phong trào, chung sức xây dựng và bảo vệ thành quả nông thôn mới ở địa phương. Chúng tôi phát động người dân xung quanh hai bên đường và anh em cựu chiến binh thì đã đóng góp làm được hai cổng chào của hai cái đầu đường.
và đóng góp kinh phí để xây các cái bồn để mà trồng bông. Thì quá trình trồng thì đến nay thì cũng đã bảo đảm được cây nó xanh tốt, và chính vì cái làm được cái tuyến đường nó sạch sẽ như thế này ấy, thì nó góp phần là cải tạo môi trường. Hàng ngày là mình phải nếu nắng là mình phải đi tứ rồi sau mình tỉa cành, nếu có cỏ là mình phải xịt cỏ cho đường phố nó sạch. Người dân hai bên đường cảm thấy là rất là vui. Đến nay, huyện Bắc Tân Uyên đã có 7 trên 8 xã được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm phải tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong đó yêu cầu các địa phương phải xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, nâng chất các tiêu chí theo quy định của Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu cốt lõi là cho người dân được thụ hưởng tốt nhất từ thành quả xây dựng nông thôn mới. Xác định những cái nội dung chưa đạt, tìm những cái giải pháp để mà triển khai thực hiện, và chúng tôi sẽ cố gắng là phấn đấu đạt cái kết quả cao nhất. Nói chung là cố gắng là chúng tôi thứ nhất là giữ vững cái kết quả đạt được, đó là nông thôn mới nâng cao, và hướng đến là chúng tôi sẽ phấn đấu là phải đạt cái nông thôn mới kiểu mẫu. Trong cái tiêu chí mới thì về vệ sinh môi trường là tới đây là phải thực hiện về vấn đề phân loại rác. Thì nếu mà mình không làm được tuyên truyền cho người dân để làm cái công tác này thì cái tiêu chí này nó khó đạt được. Nên vì vậy là mình phải tăng cường công tác tuyên truyền này. Mà công tác tuyên truyền này phải cần sự hợp tác, phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, chứ không phải là một cái ban chỉ đạo của nông thôn mới xã mà thực hiện được. Vì vậy thì xã cũng đã họp, đã triển khai cho các ban ngành đoàn thể để mà cùng với ban chỉ đạo nông thôn mới của xã để triển khai và thực hiện. Xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu là một nhiệm vụ trọng tâm, vừa là mục tiêu vừa là yêu cầu của sự phát triển bền vững, nhằm mang lại lợi ích thiết thực, thay đổi toàn diện bộ mặt vùng nông thôn. Với sự đồng lòng, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Tân Uyên đang không ngừng tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tiêu chí, khai thác hiệu quả đầu tư, tạo chuyển biến tích cực và thực chất trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương. Mời quý vị theo dõi những tin tức nổi bật được đăng trên các báo số ra sáng nay. Báo Nhân dân phối hợp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật chiều qua đã tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Đây là cuốn sách thứ 3 do Báo Nhân dân và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật sưu tập, tổng hợp và biên tập các bài viết trên các báo điện tử, mạng xã hội để xuất bản. Đó là những bài viết nối liền mạch cảm xúc chân thật, gắn liền những vấn đề mới, nhiệm vụ mới của đất nước ta, biểu thị quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thông tin được đăng trên trang 3 Báo Nhân dân. Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, đây là phát biểu của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại hội nghị giao ban báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam diễn ra hôm qua tại Hà Nội. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đặc biệt nhắn nhủ các cơ quan báo chí tích cực xây dựng môi trường văn hóa, những nhà báo văn hóa, và coi đây chính là một nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng và uy tín của các tòa soạn báo. Thông tin được đăng trên trang 3 Báo Tuổi Trẻ. Trong bối cảnh bùng nổ truyền thông mạng xã hội, xu hướng truyền thông hội tụ, đa phương tiện, cách mạng 4.0 và Internet có tác động mạnh mẽ tới toàn bộ hệ thống báo chí Việt Nam. Do độc giả đã thay đổi thói quen và cách thức tiếp cận báo chí, nên báo chí truyền thống phải thay đổi để thích ứng và phục vụ cho bạn đọc hiệu quả hơn. Sự thay đổi đó là chuyển đổi số. Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023, báo Hà Nội Mới sáng nay có đăng bài Chuyển đổi số, xu thế tất yếu của báo chí Cách mạng Việt Nam. Mời quý vị đón đọc trên trang 3 của báo. Hôm nay 21 tháng 6, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận dự án luật đất đai sửa đổi, một dự luật được rất nhiều người dân quan tâm. Đại biểu Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, mục tiêu quan trọng nhất sửa đổi lần này phải xây dựng dự án luật bảo đảm đáp ứng yêu cầu khai thác phát huy tiềm năng thế mạnh của đất đai, đồng thời làm sao phải giảm thiểu phát sinh các khiếu nại, tố cáo, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng, lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Việc này thách thức rất lớn về thời gian. Vì vậy, không nên đặt mục tiêu xem xét sớm thông qua luật này. Thông tin được đăng trên trang 5 Báo Tuổi Trẻ.
Trên trang 4 của báo Người Lao Động sáng nay thông tin, trong bối cảnh lãi suất giảm nhanh, chính phủ cùng với các bộ và địa phương quyết liệt triển khai những giải pháp kích thích và hỗ trợ nền kinh tế để góp phần giúp thị trường bất động sản không rơi vào kịch bản đóng băng, khôi phục niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư vào thị trường. Theo các chuyên gia, khi thị trường bất động sản hồi phục, giá địa ốc có thể tăng từ 20 đến 30% so với mức đáy. Sau bài điều tra lật tẩy trò gian lận cướp taxi sân bay Tân Sơn Nhất liên quan đến việc thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hai taxi vi phạm gian lận cướp tính tiền ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều ngày 19 tháng 6. Nhiều bạn đọc phản ánh mình từng là nạn nhân và đề nghị cần phải có giải pháp mạnh tay hơn nữa để xử lý tình trạng này. Luật sư Lê Văn Hoan, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hành vi của người tài xế có dấu hiệu của tội lừa dối khách hàng. Theo quy định, nếu thu lợi bất chính từ 5 triệu đồng thì phạm tội lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, mức phạt tiền là 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với tài xế taxi gian lận và doanh nghiệp bị phạt chỉ từ 10 tới 12 triệu đồng là quá nhẹ, không đảm bảo tính răn đe. Thông tin được đăng trên trang chính báo Tuổi Trẻ. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đối với một số trường đại học vi phạm về tuyển sinh. Theo đó, thì trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời gian 5 năm, từ ngày 2 tháng 4 năm 2023 đến ngày 2 tháng 4 năm 2028. Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời gian 5 năm, từ ngày 30 tháng 3 năm 2023 đến ngày 30 tháng 3 năm 2028. Trước đó, thì hai trường đại học này bị thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo xử phạt hành chính vì đã có hành vi vi phạm quy định về đối tượng điều kiện chỉ tiêu tuyển sinh. Thông tin được đăng trên trang 18 của báo Người Lao Động. Quý vị vừa theo dõi chương trình Bình Dương Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.